Hello anh em nhá, và bây giờ em xin phép em đi review tiếp cao thủ cái bang bổng Dương Văn Teo, à nhầm Dương Văn Tiễn, đại một trong những gọi là con người chơi cũng khá là rất là ok, chứ không phải là khá là ok, rất là ok đến từ Sầm Sơn nhá anh em. Đầu tiên là anh ấy sử dụng cho mình một cái nón sinh lực 139, kháng độc 19, nội lực 88 cũng như là thể lực 90. Một cái bổng kim sinh lực 118, ấy ra. Sát thương ngoại công hiện 36% và cũng như là ẩn 41 điểm. Ghê không? Một cái dây chuyền kháng tất cả 6, sinh lực 40. Kháng băng 9. Một cái áo thổ phục hồi 40, nội lực 41, kháng băng 19. Một cái đai lưng hỏa, nội lực 119, thời gian nằm chậm 40. Cái đai lưng này em mua của Tiêu Sở Hà 3 và 3 kim, và em đổi lấy cho Dương Tiễn cái đai này. Em lăn lỉ Dương Tiễn đổi cho em cái đai này. Cái đai này là của Dương Tiễn này. Cái đai thân pháp 16 làm chậm 40 sinh lực và nội lực này là của Dương Tiễn này. Em lăn lỉ ỉ ôi. Em bắt Dương Tiễn đổi cho em. Vâng, đây cái đai này đáng lẽ là của em mua của Tiêu Sở Hà, và cái đai này của Dương Tiễn, và em đã bắt Dương Tiễn phải đổi cho em. Để lấy cái đai này. Cũng như là một cái nhẫn hỏa, thời gian nằm chậm 30, sinh lực 149, nội lực 57. Cái nhẫn này em cũng mua của Tiêu Sở Hà, và em cũng đã đổi với cái nhẫn này của Olet. Cái nhẫn 15 20 này là của Olet cho Nga Mi-đeo, thì em lấy một cái nhẫn làm chậm 20 của Dương Tiễn. Em đổi lấy cái nhẫn này cho Olet. Đấy, xong rồi cái nhẫn của em là em đưa cho Dương Tiễn cái nhẫn này, và em với Olet là đổi nhau cái nhẫn 20 làm chậm à, đấy, để ra cái nhẫn 15 này. Để sự tích đồ nhá. Không, nhiều anh em lại cứ bảo là em ABCXZ đồ rất là loằng ngoằng, em vẫn đang bực mình với sự kiện đó. Một cái bao tay mộc. Sinh lực 116, kháng lôi 30. Và một cái ngọc bội sinh lực 97, kháng lôi 18, nội lực 43. Nhẫn trên là kháng hỏa 13, choáng 20, sinh lực 88 và nội lực 75. Và một cái giày tốc 28, sinh lực 35, kháng hỏa 17, nội lực 46 và choáng 30. Thì bây giờ em sẽ cùng đi tổng kết xem được bao nhiêu ứng nhá. Nhẫn này, và đây là được có 50 choáng anh em ơi. 50 choáng. 50 choáng và 70 làm chậm. 50 choáng và 70 làm chậm. Lực tay con này thì em nghĩ cũng rơi vào khoảng tầm 6k lực tay con cái bang ấy. Con cái bang bổng em nghĩ cũng rơi vào tầm 6k lực tay, không ít nha anh em. Không ít đâu nhá, phải tầm 6k lực tay. Con cái bang bổng tới lực tay rất cao nha anh em. Không hề đơn giản đâu anh em ơi. Vâng, và em xin phép em dừng video clip review cao thủ cái bang bổng Dương Tiễn tại đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã bỏ ra thời gian để theo dõi video clip này. Một lần nữa cho em cảm ơn tất cả anh em. Bye bye anh em.